Chào tất cả mọi người nha, và trong clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký tài khoản ở trên app TMoneyGo cũng như là cách đặt trước vé của Shopposu. Mọi người vào App Store hoặc là CH Play tại cho mình cái ứng dụng có tên là TMoneyGo. Ở đây có hai cái thì mọi người chọn cái đầu tiên nhé. Còn cái thứ hai thì cũng có thể đặt được, nhưng mà hiện tại nó không có cho chúng ta đăng ký tài khoản nữa nên bắt buộc mình phải sử dụng cái bên trên. Sau khi mà tải xong rồi thì mọi người mở app lên. Ở màn hình chính của app có cái dòng chữ là Bunin Chungro Login thì mọi người click vào đó nhé. Và ở đây có 3 nhà mạng chính SKT, KT và LG và một cái iPhone. Thì nếu như mọi người kích hoạt bằng cái 3 cái đầu tiên không được thì chọn lại cái iPhone và nhập số điện thoại của mình vào nhé. Có nhiều trường hợp sẽ không có kích hoạt được bằng cái nhà mạng hiển thị ở trên đó mà phải sử dụng iPhone nhé. Hoặc là mọi người có thể sử dụng cái app Pass để in chứng tự động, cái này thì phải đăng ký, hoặc là thông qua chứng minh thư. Và sau khi mà in chứng xong thì nó sẽ hiển thị như thế này. Nghe nhé. Rồi đồng ý tất cả mọi điều kiện. Sau đó xác nhận lại thông tin. Như vậy là chúng ta đã gia nhập thành công. Và bây giờ mọi người muốn đặt xe Kosok Porsche thì click vào dòng Kosok CV Porsche. Khi click vào thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Mọi người bấm đồng ý. Chọn dòng thứ hai Seron Shichakaki ở phía dưới cùng nhé. Và tiếp theo là như thế này. Mọi người chọn vào địa điểm xuất phát và nơi điểm đến. Rồi ở phần này, Tupai là xuất phát, Thô Chắc là đến nơi. Thì sau khi mà mọi người lựa chọn xong thì nó sẽ nhảy sang cái mục chọn ngày và giờ đi. Thì mọi người lựa chọn cái ngày đi của mình và sau đó là bấm vào Biên Tô Chô Huê. Nó sẽ hiển thị ra như thế này, thì có hai chuyến. Mọi người có thể lựa chọn cái chuyến mà phù hợp với mình, bấm hoặc in và chọn cái số ghế ngồi. Mình thì thường thường ngồi ở bên giải đơn, nó thoải mái hơn. Ở cái phần thanh toán sẽ có rất là nhiều cái hình thức cho chúng ta lựa chọn. Có Naver Pay, xin dùng card thư, hay là chuyển thường. Xin dùng card thư thì có hai hình thức. Một là mình tự nhập cái thẻ của mình, và thứ hai là hình thức trừ tự động. Thì mọi người có thể lựa chọn hai cái này. Mình thì sử dụng Payco. Sau khi lựa chọn xong thì mọi người bấm tiếp tục nhé. Đồng ý tất cả và bấm tiếp tục. Rồi nó ra như thế này. Thì chọn cái Payco màu đỏ đỏ đó. Và nó sẽ ra như thế này. Mọi người bấm thanh toán là được nhé. Và sau đó đây là cái vé. Mọi người chỉ cần lên xe và đưa cái mã vạch này vào ở phía cái ô quẹt của nó là được nhé.